Kính thưa quý vị, trong hai ngày 17 và 18 tháng 12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phối hợp các sở ngành liên quan và doanh nghiệp An Giang tổ chức đoàn công tác khảo sát triển lãm hàng hóa xuất nhập khẩu Campuchia lần thứ 15 và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp An Giang, Việt Nam và doanh nghiệp Campuchia tại Vương quốc Campuchia. Tại thủ đô Phnom Penh, đoàn đã có buổi gặp gỡ kết nối với doanh nghiệp Vương quốc Campuchia theo hình thức trực tiếp B2B gồm siêu thị Tứ Sơn, doanh nghiệp Sela Pepper, doanh nghiệp Tolia. Đoàn cũng khảo sát làm việc với siêu thị Vinmart. Tại đây, đoàn doanh nghiệp tỉnh An Giang có dịp gặp gỡ các doanh nghiệp Campuchia, hai bên đã trao đổi hợp tác, từ đó nắm bắt thông tin kinh tế, xã hội, chính sách thương mại tại Campuchia, trao đổi giới thiệu sản phẩm tiềm năng hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, trưng bày các sản phẩm hình ảnh của doanh nghiệp. Ngoài ra, đoàn đã đến tham quan khảo sát triển lãm hàng hóa xuất nhập khẩu Campuchia lần thứ 15. Tiếp đó, đoàn công tác và các doanh nghiệp An Giang đã có buổi gặp gỡ công ty Samani Phnom Penh, là một công ty đa quốc gia phát triển và quản lý các trung tâm thương mại quy mô lớn trên khắp châu Á, với sự tham dự của ngài Tan Yuvarat, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xúc tiến Thương mại Campuchia. Qua buổi làm việc này đã mở ra hướng mới trong chương trình kết nối giao thương giữa An Giang và Campuchia, từ đây có thể đưa hàng hóa sang các nước Đông Nam Á và châu Á. Tại buổi làm việc, ngài Tan Yuvarat, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xúc tiến Thương mại Campuchia cam kết sẽ có chính sách riêng và hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như giúp An Giang kết nối với các đối tác khi tham gia vào chuỗi siêu thị này. Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh An Giang và các doanh nghiệp Vương quốc Campuchia không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh An Giang gặp gỡ trao đổi, hợp tác trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm của hai địa phương, mà còn giúp quảng bá hình ảnh văn hóa và thế mạnh tiềm năng sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh đến người tiêu dùng.